Bơm định lượng công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực sản xuất và chế biến, cung cấp một phương tiện hiệu quả để chuyển động chất lỏng từ một địa điểm đến một địa điểm khác với độ chính xác cao. Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các loại bơm này đều đa dạng, phản ánh sự đa dạng trong yêu cầu ứng dụng công nghiệp. Các bơm định lượng công nghiệp thường được kết hợp với các thiết bị điều khiển và cảm biến để tự động hóa quá trình và đảm bảo độ chính xác trong việc đo lường và cung cấp chất lỏng. Cấu tạo cụ thể của từng loại bơm có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu ứng dụng và nhà sản xuất cụ thể. Dưới đây là mô tả chung về nguyên lý hoạt động của một số loại bơm định lượng phổ biến. Bơm bít tông hoạt động dựa trên việc di chuyển một bít tông lên và xuống trong xi lanh. Khi bít tông di chuyển lên, van hút mở, tạo điều kiện để chất lỏng được hút vào xi lanh. Ngược lại, khi bít tông di chuyển xuống, van đẩy mở, để chất lỏng ra khỏi xi lanh. Điều này tạo ra một chu kỳ liên tục của hút và đẩy, cung cấp một lưu lượng chất lỏng đều đặn và chính xác. Bơm màng và loại bơm khác sử dụng một màng linh hoạt để tạo áp suất. Khi màng di chuyển lên, chất lỏng được hút vào bình chứa. Ngược lại, khi màng di chuyển xuống, chất lỏng được đẩy ra khỏi bình chứa. Màng chống hóa chất này làm cho bơm màng trở nên linh hoạt và có thể hoạt động trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Bơm bít tông lưu lượng biến đổi, có thể điều chỉnh lưu lượng chất lỏng bơm ra bằng cách thay đổi khối lượng chất lỏng được bơm mỗi lần. Điều này tăng tính linh hoạt và khả năng điều chỉnh trong quá trình sản xuất. Bơm răng sử dụng cấu trúc của hai bánh răng xoay xen kẽ nhau. Khi một bánh răng xoay, nó tạo ra một không gian để hút chất lỏng vào. Khi bánh răng khác xoay, chất lỏng được đẩy ra khỏi không gian đó. Điều này tạo ra một chuyển động liên tục của chất lỏng, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao. Trong ngành công nghiệp hiện đại, những bơm định lượng này đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì quá trình sản xuất hiệu quả và chính xác. Sự kết hợp giữa cấu trúc chặt chẽ, nguyên lý hoạt động chính xác và tính năng điều chỉnh làm cho chúng trở thành công cụ quan trọng cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ ngành hóa chất đến thực phẩm và đồ uống, dầu khí và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác.